Vô mua nón đi anh. Nè, catalo này anh. Em bán phải không? Dạ. Ừ. Rồi nhà em có kiến không? Dạ có. Ừ. Rồi có bao giờ coi mặt mình trong kiến chưa? Dạ không. Bởi vậy em nghĩ như sao? Nguyên một cái gian hàng ngoài trời nó chạp bá vậy nè, mà không có một người nào mua. Mời ngay đúng cái người không cần nón bảo hiểm, không có nhu cầu. Biết sao không? Sao anh? Đó đó sao thì đó, đó tự nhìn cái mặt nè, đó đó. Cái mặt nó rất là buồn. Chứ giờ sao anh chỉ em đi chứ em đâu có biết đâu. Đơn giản thôi đây nè, đó đó, chỉ cho. Đó. Cười vui lên thấy không? Ừ. Đó, đây là nón bảo hiểm. Mình đọc lên đó, ở trong đây ghi cái gì thì mình đọc lên. Đó, nhà sản xuất ghi gì thì đọc lên đó. Đó, đó, nón bảo hiểm nè, vừa bảo hiểm tính mạng, vừa tốt cho sức khỏe. Mày vô, mày vô, mày vô. Dạ mày nón hả chú? Ờ. Nè nè, đó chú cầm đi, được đổi trải nghiệm thoải mái. Ờ, đó đó thì lấy, không thích thì khỏi lấy. Ờ, thích thì sao? À, thôi thôi được rồi, đổi thử đi thử. Đó, đổi thử nè, đó, đổi thử trải nghiệm đi. Chú đổi thử trải nghiệm nha, đặc biệt là chú được trải nghiệm thoải mái. Đó, quá đẹp. Ui, đẹp quá. Đẹp quá. Nè, chưa hết nghe. Nè, 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 đó, đó, đó. Đó, khi mình bị bụi nè. Đó, sập xuống liền. Đó, đó, cái nào ngập thở cái mở lên lại nè. Đó, đó, thở đẹp quá. Đó, đẹp quá. Đó, cầm đi, coi thoải mái nghe. Coi chú ơi, chú mua cái, chú đội cái, vợ chú một cái, cái con chú một cái. Đó rồi chú không thích á. Nhà chú mà chưa có con, chú đội cái, vợ chú một cái, cái cho hàng xóm cái. Đó, nhưng mà chú trả tiền có hai cái thôi. Đó, tốt lắm trời, tốt lắm. Không tin thử đập động cái coi. Úi trời, đập chết à. À, mà nhưng bây giờ tôi chưa có đủ tiền hay là mà cậu bán tới bây giờ nghỉ? Bán tới tối luôn. Tối luôn hả? Vậy hả? Tối chú tới không có, qua mai tới có luôn. 6 giờ sáng là có mặt ở đây rồi. Vậy tôi lấy hai cái, chú quay lại nha. Dạ dạ dạ. Nhớ nghe. Giữ cho tôi nha. Hai tầng một là xin em đó. Đó. Nhớ nha. Hai tầng một. Đó. Vô là bập liền đó. Hay dữ. Nhịp cùng nhịp bước chân. Những vũ điệu hoa cùng đánh trời.